pizza trong iPad, kẹo trong điện thoại, thức ăn được và bút mát ngọt ngào. Hãy xem ngay cách ngụy trang thức ăn mang vào trong lớp. Hôm nay là sinh nhật của Alex và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn quà tặng rồi. Một chiếc iPad với một điều bí mật ở bên trong. Dán hình màn hình iPad in sẵn vào một chiếc hộp cắt tông lớn. Bỏ một miếng pizza vào. Và làm thêm một cây bút cảm ứng. Nặng fondant trắng thành hình trụ dài. Cắt một đầu, sao cho giống bút chì nha. Gắn thêm một dải giấy bạc mảnh. Cảm ơn các cậu, tôi đã mơ về chiếc iPad này lâu lắm rồi. Các bạn thật tốt bụng. Ơ, iPad không hoạt động à? Hãy xem bên trong có gì. Thì ra đây không phải là iPad, mà chỉ là iPizza. Thật ngạc nhiên. Ổn thôi, ít ra thì bút cũng là thật. Không đâu, cũng ăn được đó, thử đi. Game trên điện thoại thật chán. Ăn gì thôi nào. Miếng gì sột soạt ở cuối phòng thế nhỉ? Chà chà, ai đó ăn vụn kẹo này. Cho mình ăn với. Chuyện này thường xuyên xảy ra. Những người bạn luôn ăn hết kẹo trước khi tôi được ăn chúng. Thế nhưng tôi có kế hoạch khác. Điện thoại kẹo ngọt. Cắt hình cái túi từ bìa nhựa trong suốt. Cho hết kẹo vào trong. Cắt thêm một hình tam giác nữa. Và dán vào ốp điện thoại. Dán túi đựng kẹo ngay sát phía dưới. Cắt một đường nhỏ. Và dùng nắp đóng túi lại. Dùng bút lông đen viền quanh cạnh túi. Thế là chẳng ai biết được túi kẹo này đâu. Âm thanh đó là gì vậy? Sao tôi biết được? Các bạn thấy đấy, tôi có gì đâu. Xem này, tôi có quà cho bạn. Một chiếc băng đồ rất đẹp và phong cách. Làm sạch băng đồ bằng chất khử trùng. Và dán keo ăn được lên. Thêm kẹo viên vào. Thật đáng yêu. Cảm ơn nha. Nhìn có hợp với mình không? Chắc chắn rồi. Bạn chỉ cần ngồi yên để chúng tôi ăn nha. Thật là một học sinh gương mẫu. Mình sẽ selfie với băng đô mới này. Gì vậy? Sao còn ít thế này chứ? Tôi đang nghe nhạc và ăn kẹo dẻo trong giờ giải lao. Ngay lập tức tôi đã bị chú ý. Ai cũng cần có một hơi thở thơm tho ngay bây giờ. Tôi luôn có sẵn cây kẹo đặc biệt trong những tình huống này. Cắt rời phần móc nắp bút. Và dùng nhãn kẹo hớp ba bóp ba bọc lại bằng keo hai mặt. Cắt xung quanh phần nắp để có thể mở bút ra được. Dán cạnh lại. Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ. Quan trọng là phải ném càng xa càng tốt. Và giờ thì không thể lãng phí giây phút nào nữa. Chạy ngay đi. Hãy chơi khăm cô bạn đi nào.
Bạn đang ăn keo dán đó ư? Đúng thế, đây là một bí quyết mới trên Internet. Nếu bạn muốn giảm cân thì hãy ăn đi. Ăn nửa cây 3 lần một ngày, làm sạch bình đựng keo dán. Đun chảy kẹo marshmallow trong lò vi sóng. Thêm màu thực phẩm đỏ và xanh. Trộn lại sẽ thành màu tím. Phủ một lớp đường bột mỏng lên tay. Và viên dài lại. Cho kẹo vào trong bình đựng. Thử một miếng nha. Dừng ngay, chúng tôi đùa thôi. Bạn có từng thích cô bạn cùng lớp hay không? Hãy hẹn hò ngay trong lớp. Sao lại lãng phí thời gian trò chuyện, tán tỉnh và ăn vặt? Đặc biệt khi mọi thứ đều có sẵn ngay đây. Mũ áo đúng là nơi hoàn hảo để giữ đồ ăn trong lớp học. Chúng ta có tủ lạnh đầy kem. Uống coca lạnh nha. Còn đây là khoai tây chiên. Hãy thưởng thức. Buổi hẹn hò ngay giữa lớp thật thú vị. Hết kẹo dẻo rồi sao? Tôi có một ít bút mát ngọt ngào đây. Cắt một vài dải nhựa dài từ bìa nhựa trong suốt. Ghép từng cặp lại và hàn phần cạnh bằng máy ép tóc. Khử trùng bên trong và cho kẹo ngọt vào. Kẹo đây rồi, đến với mẹ nào bé yêu. Mùi vị vô cùng ngọt ngào thu hút toàn bộ học sinh. Kẹo kho báu của tôi. Những học sinh tội nghiệp. Kẹo bút mát ngọt ngào của các bạn đây nè. Chúc ngon miệng. Này, anh bạn. What? Muốn tai nghe thơm mát không? Tôi đã có tai nghe rồi, thiên tài ạ. Nhìn này, không phải là tai nghe mà là hộp đựng. Đặt kẹo dẻo trái cây vào trong hộp đựng AirPods. Có kẹo trong đó đấy. Ý tưởng sáng tạo. Đủ cho mọi người xung quanh. Ăn không nào? Bài giảng thật khó hiểu. Tôi lại gặm thước như thói quen mỗi khi lo lắng. Này, cẩn thận răng của mình đi. Bạn sẽ cần đến nó đấy. Tôi có sẵn một cây thước ăn được cho bạn đây nè. Đun chảy sô-cô-la trắng trong lò vi sóng. Thêm phẩm màu hồng. Dùng sô-cô-la phủ lên bánh quy. Đợi bánh cứng lại thì dùng bút thực phẩm đánh dấu mốc lên thước nha. Hóa ra thước lại ngon đến như vậy. Tôi sẽ ăn đến cm cuối cùng luôn. Cảm ơn bạn nha. Giáo sư Konsai lại hành xử thật kỳ quá. Thầy ấy đánh giày ngay trên lớp. Sau đó lại ăn cả xi đánh giày luôn. Ăn cùng với bánh quy thật tuyệt. Đun chảy sô-cô-la sữa. Thêm kem sữa vào. Khuấy đều hỗn hợp. Thêm màu thực phẩm đen.
đổ sô-cô-la vào trong hộp đựng xi đánh giày sạch. Có ai muốn thử hay không? Không à, tiếc vậy, món này rất là ngon. Tôi biết mà, hóa chất không tốt cho trí não đâu. Bạn có thích những mẹo ngon miệng này không? Hãy nhận xét đâu là món bạn mang vào lớp nha. Bạn sẽ làm băng đô kẹo hay dấu kẹo vào AirPods. Và đừng quên thích video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video về các mẹo tại trường học của Trôm Trôm.